Ngày 31 tháng 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã vượt qua khó khăn thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang, ghi lại những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dịp này, huyện Châu Thành A cũng khánh thành và đưa vào hoạt động nhà tưởng niệm Bác Hồ. Đây là nơi để nhắc nhở cán bộ, đảng viên và các lớp cháu con phải luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức người cách mạng, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục thế hệ trẻ học tập và noi theo.